Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình khi tình trạng thất nghiệp đang lan rộng khắp Trung Quốc và nền kinh tế đang tuột dốc không phanh. Thưa quý vị, theo một thống kê mới nhất cho hay, nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong gần 100 năm vừa qua khi nạn thất nghiệp làm rộng khắp Trung Quốc. Các công ty, các tập đoàn lũ lượt đóng cửa rời bỏ Bắc Kinh để đi tìm các vùng đất mới. Có một nguồn tin ác ý cho rằng đó là nghiệp quật, hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình vì những đường lối sai lầm của ông Tập gây ra trong đối nội và đối ngoại trong suốt thời gian vừa qua. Theo các nhà phân tích cho biết, về đối ngoại, chính quyền của Trung Quốc đã mắc quá nhiều sai lầm để dẫn đến những nhân quả báo ứng của ngày hôm nay. Và theo các nhà phân tích chỉ ra rằng, có 3 chính sách đối ngoại sai lầm của ông Tập khiến cho Trung Quốc lâm vào cảnh lầm than trong năm, đó là về chính sách đối ngoại ở Biển Đông. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Trung Quốc đã quá tham lam khi nhận tới 90% diện tích Biển Đông là của Bắc Kinh. Bằng chứng rõ nét nhất là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố trước báo chí của thế giới rằng tất cả các hòn đảo lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Lập luận của bà Hoa Xuân Oánh cho rằng bản đồ lưỡi bò của chúng tôi đã nói lên tất cả. Xin thưa với quý vị rằng, quý vị có biết bản đồ lưỡi bò của phía Trung Quốc ở đâu ra không? Và thế giới có nước nào công nhận nó không? Thì câu trả lời là không có một nước nào trên thế giới công nhận cái gọi là bản đồ lưỡi bò của phía Trung Quốc. Ngay cả đến Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc năm 2016 cũng đã ra tuyên bố bác bỏ con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và trên hành tinh này chỉ có Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Và đó là một sai lầm nghiêm trọng của chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc biết sai nhưng không biết sửa. Chính vì điều đó, nó đã đẩy Trung Quốc dẫn đến các cuộc đụng độ liên tiếp trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua, với cả các nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và các nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và kể cả với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia và Việt Nam. Và đó chính là một nguyên nhân mà bây giờ phía Trung Quốc phải đón nhận nhân quả báo ứng. Thưa quý vị, một chính sách sai lầm thứ hai mà giới phân tích đưa ra đó là việc Trung Quốc tuyên chiến với cả Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi gây chiến với cả chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bởi vì giới phân tích chỉ ra rằng khác hẳn với những đời Tổng thống Mỹ trước đây, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump trước đây và bây giờ là Tổng thống Joe Biden, ông đã liên tục dội lên đầu ông Tập Cận Bình những cáo nước cực lạnh để trừng trị phía Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải tuân theo đúng luật chơi chung của thương mại thế giới. Và trong một bài phát biểu trước báo giới quốc tế tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã nói rằng tôi là người được chọn để đối đầu với Trung Quốc, tôi sẽ dập tắt mọi tham vọng và bá quyền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã khiến cả thế giới bất ngờ. Ông Biden đã liên tiếp mạnh tay trong cuộc đối đầu khiến Trung Quốc chưa bao giờ điêu đứng như ngày hôm nay. Theo các chuyên gia phân tích cho rằng, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ trước đây, Trung Quốc đã quá dễ dàng lộ trình hóa tham vọng bành trướng của mình trên Biển Đông, cũng như trong lĩnh vực thương mại. Khác với người tiền nhiệm dùng các thỏa thuận đa phương để biến Trung Quốc thành bạn, thì Tổng thống Mỹ ông Donald Trump Joe Biden đang áp dụng chiến lược cạnh tranh song phương trực tiếp với cả các quốc gia nhiều tham vọng này. Lập trường cứng rắn của Tổng thống Biden đang nhắm tới hàng loạt các vấn đề tai tiếng của Trung Quốc, từ những hành vi phi pháp ở trên Biển Đông, hoạt động thương mại mang tính cướp bóc, dự án vành đai và con đường đang bị hoài nghi rộng rãi trên khắp thế giới, đến mạng lưới truyền thông và gián điệp trên khắp hành tinh này, không tham vọng nào của phía Bắc Kinh có thể an toàn trước Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Mỹ có thể làm chật bánh xe của kinh tế Trung Quốc, vốn luôn tự cho rằng nó sẽ luôn tiến về phía trước. Theo một chuyên gia kinh tế nổi tiếng trên thế giới, ông Mocher của Anh cho biết, dưới thời chính quyền ông Biden, nền kinh tế của Mỹ đang bay lên như một con phượng hoàng. Từ đống tro tàn của những quy định hành chính rườm rà, thuế cao và những thỏa thuận thương mại tồi tệ đã từng đe dọa sẽ bóp nghẹt nó. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, dưới gánh nặng của dân số đang già đi. Tham nhũng thì lớn, đầu tư không hiệu quả, nợ quá mức,
Thêm vào đó, ngày càng có nguy cơ sản phẩm hàng hóa Trung Quốc sẽ dần dần bị chối bỏ khỏi thị trường của thế giới và theo các chuyên gia kinh tế nhận định, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện với Trung Quốc vào năm 2021. Giữa lúc Trung Quốc đang vật lộn với nguy cơ các nhà đầu tư tháo chạy, thì Tổng thống Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Trong đó, có các điều khoản cản trở các nước thành viên hợp tác với một nền kinh tế đầy thị phi như Trung Quốc. Và nếu điều này đạt được giữa Mỹ và Liên minh châu Âu, cũng như các nước lớn trên thế giới, thì nó có tác động cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình trong hệ thống thương mại toàn cầu. Trái ngược lại với tình trạng bất an của Trung Quốc là những thành tựu nổi bật của chính quyền ông Joe Biden đối với nền kinh tế và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ghi nhận công lao đáng nể đối với 500 thành tích trong 30 lĩnh vực. Theo Washington, thì một trong những thành công vang dội của chính quyền Joe Biden là tạo thêm 5 triệu việc làm tại Mỹ. Một điều không tưởng mà Tổng thống Obama đã từng thách thức ông Biden rằng ông có cây đũa thần nào để đem lại những việc làm đã mất ở Mỹ hay không. Và một điều cực kỳ quan trọng đó, chính dưới thời Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, thì hải quân của Hoa Kỳ đã thắng thế hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông. Khác với thời Tổng thống Mỹ trước đây đã hạn chế xuất hiện ở Biển Đông để ngăn chặn căng thẳng với phía Trung Quốc, thậm chí không cho hải quân Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Chiến lược của chính quyền Joe Biden là thực hiện thường xuyên trên Biển Đông, thông qua đó để đảm bảo được những tuyến hàng hải và hàng không tự do trong khu vực cũng như thách thức với cả phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một cái thông điệp rằng chính quyền ông Tập Cận Bình không nên làm những điều trái ngang cũng như là ngang ngược ở ngoài Biển Đông, nếu không sẽ bị trừng trị. Thưa quý vị, có một cái tin rất được quan tâm, đó là chính quyền ông Tập Cận Bình đã thừa nhận Bắc Kinh đang đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn. Trước mắt, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi nhằm đối phó với hàng loạt nguy cơ rủi ro sắp đến. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu tại lễ khai mạc chương trình đào tạo cán bộ trẻ tại một trường đảng ở Bắc Kinh và ông Tập yêu cầu các cán bộ trẻ cần có tinh thần chiến đấu và đấu tranh cao để vượt qua những thử thách mà phía Bắc Kinh đang phải đối mặt từ những nguy cơ an ninh, rủi ro về tài chính. Cuộc đấu tranh mà chúng ta đang đối mặt không phải là ngắn hạn mà là dài hạn, ông Tập nói. Đồng thời, ông cũng cho biết cuộc đấu tranh này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho tới năm 2049 khi mà Trung Quốc kỷ niệm tròn 100 năm ngày thành lập nước. Ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, sự phát triển của Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn xấu nhất trong 100 năm vừa qua và những thử thách này ngày càng phức tạp hơn. Ông Tập nói vậy. Trong bài phát biểu của mình, thì ông Tập Cận Bình cũng đề cập tới hàng loạt những thách thức mà phía Trung Quốc đang phải đối mặt gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, Hồng Kông và Đài Loan. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đã kêu gọi kiên quyết đấu tranh trước bất cứ nguy cơ và thách thức nào. Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều sức ép cả trong nước lẫn quốc tế. Cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và cuộc chiến ở Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ đang rất căng thẳng khi xảy ra hàng loạt các vụ đụng độ tàu chiến ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm cách đối phó với các cuộc biểu tình kéo dài suốt 7 tháng vừa qua mà chưa có hồi kết ở Hồng Kông và tất cả những vấn đề trên đều là do nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình vào năm 2021. Và theo các chuyên gia nhận định thì năm 2021, Bắc Kinh còn hứng chịu những diễn biến phức tạp và khó lường. Tình hình kinh tế sẽ còn đi xuống một cách trầm trọng và chúng ta cùng chờ xem năm 2022 tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc có đúng theo dự định của các nhà phân tích hay không thì chúng ta còn phải chờ xem và các diễn biến liên quan tới tình hình kinh tế của thế giới, của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và tình hình của Biển Đông. Chúng tôi sẽ thu thập và gửi đến cho quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi bản tin của chúng tôi hàng ngày. Những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Thế Mới.